Hello mọi người nha. Đã trở lại với nội dung của mình không? Nay là mình lại thay trận này mình lại thay rộng nhất. Thay dầu con X135 mọi người. Oa sự. Xem nào, tháo còn nhiều không? Chứ có hơi trùng thì căng luôn. Cũng đèn xí luôn mọi người ạ. Nói chung là đạn đây mọi người ạ. Đó, đèn thế này gọi là đạc ấy mọi người nhá. Đạc. Đạc rồi. Úi nó còn ít nữa cơ. Còn may mà biết thay ấy. Còn may mà thay nhanh như nói. Bởi vì nó đạc này xong là nó hao đi nó còn một tẹt tẹo thôi, còn ít quá. Yếu dầu rồi mọi người nhé, bởi vì là nó yếu dầu thế này, tóm lại nói chung là nó đi nó nguy hiểm cho cái máy, nó không được tốt cho cái máy nó. Có nghĩa là mình nổ một tí như thế này ấy, tóm lại là cho nó vẩy. Cho nó vẩy cái dầu nó ra nhá mọi người nhá. Đây, ít quá. Không nhớ, không biết hôm lúc nào thay. Là mọi người xịt rửa cái này nha. Cái lắp rồi cơ. Nó rơi ra nó đặt thế hả? Còn may mà biết thay nhanh. Nó vừa yếu dầu xong là nó vừa đặt. Đây. Còn mấy mili thôi. Ít quá rồi ạ. Thay lọ háng luôn nha. Nha. Lọ háng 1 lít 2.
Đây dầu lít 2 này. Đó. Đây là dầu lít 2 mọi người nhé. Yamaha. Rồi mọi người theo dõi mình đổ đây. Yamaha. Hình như là phải nghiêng xem một tí. Nó mới đổ lên dưới được. Cứ nghiêng một tí là được. Ok, cho đây. Cho nó không đổ được. Mới đổ vào thì tóm lại nói chung là nó sạch sẽ, đi một thời gian, đi lâu về nó đặc. Ok, bây giờ mới sống lại được. Bây giờ mới đi bon được. Bây giờ nó mới đi bon được, không thì... Cái kiểu dầu đặc ấy, lúc sang số ấy thì nó cứng cứng được không? Đây. Đi đâu vẫn chưa cứng lắm. Chưa cứng lắm rồi. Nhưng mà đi nó khác khác ở cái này. Giờ nó mới đủ tiêu chuẩn được, không phải nó. Máy còn im du luôn. Máy im du luôn mọi người nha. Nó không kêu như mấy cái hãng gì nhỉ, 150 kia kêu cọc 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 cọc. Dòng này nó yêu nó mùi ạ. Lông 100. Ok. Xong, ngon. Tuyệt vời rồi. Có bắn đi lên.
Chưa phát nó nằm ở đâu nhỉ? Hôm qua mình còn thấy nó ở đâu? Đây, đây, đây. Ok, đã xong rồi nha. Đã xong. Hay ai mọi người gần đây thay dầu thay nhất qua mình nha. Nào là các thứ các kiểu, nói chung là qua mình để làm mọi người. Xin chào mọi người đây.